Chào mọi người, hôm nay bận quá nhưng mà làm gì làm vẫn nóng ruột, tại vì mình muốn biết cái tình tiết của chuyện tiếp theo nó như thế nào. Ai cũng ngót gì lắm nhưng mà cuối cùng là không cách nào mà dịch được. Bây giờ ráng 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 chạy chạy được hai hai tập của Chiến Thần Ở Rễ, còn Phú Đại Gia nữa. Không biết phát lên cái tập này cho mọi người nghe xong rồi dịch cái Phú Đại Gia kịp hay không nữa, mọi người thông cảm nha. Chiến Thần Ở Rễ, Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, tập 507, 508. Tiếng hét chói tai của Hoài Lam khiến mọi người chú ý. Dương Thanh cũng nhìn về phía Mã Siêu. Anh chỉ thấy ngón tay Mã Siêu quả nhiên có cử động. Vừa nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người là một mặt kích động. Phùng Tuy Yển vội vàng nói ra: "Ngải tỷ, tỷ mau gọi Mã ca đi, để anh ấy nghe thấy thanh âm quen thuộc." Ngải Lâm lúc này mới lấy lại tinh thần, cô bước nhanh đến giường bệnh của Mã Siêu, dùng hai tay nắm chặt lấy tay của Mã Siêu, mắt đỏ hoe nói ra: "Mã Siêu, là em Ngải Lâm đây. Anh có thể nghe được tiếng nói của em, đúng không? Anh nhanh tỉnh lại đi. Con trai của chúng ta, Tiểu Tĩnh An đã ra đời, vài ngày nữa sẽ tròn 9 tháng. Em xin anh mau tỉnh lại, có được hay không?" Đúng, Tĩnh An đã có thể gọi hai tiếng ba ba được rồi. Nói xong, nàng vội vàng từ trong tay Phùng Tiêu Uyển bế lấy Tiểu Tĩnh An, đưa đến bên giường bệnh của Mã Siêu, đối với Tiểu Tĩnh An nói ra: "Tĩnh An, đây là ba ba, con mau gọi ba ba đi." Tiểu Tĩnh An chớp chớp đôi mắt to, bé nhìn xem ba ba của mình đang nằm trên giường bệnh. Khoảng thời gian này, Ngải Lâm một mực mang theo Tiểu Tĩnh An, canh giữ bên người Mã Siêu, mỗi ngày đều dạy cho Tiểu Tĩnh An gọi ba ba. Tiểu Tĩnh An mặc dù mới chỉ có 9 tháng tuổi, nhưng đã có thể gọi ba ba được rồi. Bé nhìn Mã Siêu một hồi lâu mới kêu lên một tiếng ngọng nghịu: "Ba ba, ba ba, ba ba." Mà lúc này Mã Siêu vẫn nằm trên giường bệnh, ngón tay lại bỗng nhiên nhúc nhích, khóe mắt của anh còn có nước mắt chảy ra. Phùng Tiểu Uyển đang một mực theo dõi các dấu hiệu sinh tồn khác nhau của Mã Siêu, vui mừng khôn xiết. Cô vội vàng nói: "Dấu hiệu sinh tồn của Mã ca càng lúc càng mạnh, Ngải tỷ hãy tiếp tục nói chuyện với anh ấy, Mã ca sẽ sớm tỉnh lại thôi." Ngải Lâm cũng khóc lên vì sung sướng. Cô đem Tiểu Tĩnh An đặt ở bên cạnh người Mã Siêu. Cô đặt tay của Tiểu Tĩnh An vào trong lòng bàn tay Mã Siêu, còn bàn tay của cô lại phủ lên tay Tiểu Tĩnh An. Bàn tay của một gia đình ba người siết lại với nhau. Ngải Lâm nghẹn ngào nói: "Mã Siêu, anh có cảm nhận được không? Tay Tiểu Tĩnh An đang đặt ở trong lòng bàn tay của anh. Tiểu Tĩnh An chính là con trai của anh. Anh đã hôn mê nửa năm. Tiểu Tĩnh An cũng đã gần một tuổi. Anh nhất định không được bỏ qua sinh nhật lần thứ nhất của Tiểu Tĩnh An. Anh mau tỉnh lại, có được hay không? Ba ba, ba ba." Tiểu Tĩnh An dường như cũng cảm nhận được hơi thở của ba ba mình, càng không ngừng kêu ba ba. Mấy cô gái bên trong văn căn phòng đều tất cả đều yên lặng rơi lệ. Thời điểm Tiểu Tĩnh An được 3 tháng, Mã Siêu liền lâm vào trong cơn hôn mê. Bây giờ đã qua trọn vẹn 6 tháng mà Mã Siêu vẫn còn đang trong hôn mê. Dương Thanh cũng là một mặt kích động. Anh nhìn Mã Siêu nằm trên giường bệnh, trong lòng của anh cũng rất khó chịu. Phùng Tiêu Uyển vẫn đang không ngừng vì Dương Thanh trị liệu, cố gắng nhân cơ hội này cũng đem Mã Siêu hồi tỉnh lại. Chỉ là qua hơn một canh giờ, Tiểu Tĩnh An đã ngủ thiếp đi, nhưng Mã Siêu cũng vẫn không thể mở hai mắt ra. Ngón tay của anh vốn dĩ còn có thể cử động một chút, hiện tại lại hoàn toàn bất động, tựa hồ biến thành như trước kia. Phùng Tiêu Uyển giải thích nói: "Mọi người cứ yên tâm, Mã ca đã có phản ứng, chỉ là anh ấy thời gian hôn mê đã quá lâu, tố chất thân thể quá kém, nên phải mất một thời gian nữa, anh ấy mới có thể hoàn toàn tỉnh lại. Bây giờ, tất cả các dấu hiệu sinh tồn quan trọng của anh ấy đã trở lại mức bình thường. Hẳn là không bao lâu liền có thể khôi phục trở lại." Ngải Lâm bản thân cũng là chuyên gia trong lĩnh vực y học, máy móc kiểm tra đo lường dấu hiệu sinh tồn của Mã Siêu cũng do chính một tay cô sắp đặt. Tự nhiên cô cũng rõ ràng, Phùng Tiêu Uyển cũng không muốn là lừa gạt mọi người, mà là thật như vậy. Chỉ là nửa năm trước, dấu hiệu sinh tồn của Mã Siêu đều ở dưới mức bình thường,
nhưng là hôm nay đã khôi phục lại trên mức bình thường. Lại nói, Dương Thanh mới vừa vặn đem dạ hoa châu đặt ở trên thân của Mã Siêu, đã khiến Mã Siêu có phản ứng lớn như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Mã Siêu nhất định có thể tỉnh lại. Tốt rồi, mọi người tất cả giải tán đi. Dương Thanh lúc này ánh mắt quét qua đám người, mở miệng nói ra. Rất nhanh, trong phòng bệnh chỉ để lại Ngải Lâm cùng Tiểu Tĩnh An, những người khác toàn bộ rời khỏi phòng bệnh. Bên trong đại sảnh biệt thự, Dương Thanh đang ngồi trên ghế sofa, những người khác cũng ngồi hai bên của anh. Có Phùng Tiểu Uyển cùng Hoài Lam, có Phùng Gia Di, còn có hai huynh đệ Tống Gia. Dương Thanh đột nhiên hỏi, Tiểu Uyển, em nghĩ Mã Siêu phải mất bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại? Phùng Tiểu Uyển thoáng trầm mặc về sau, cô lắc đầu, em cũng không rõ ràng công hiệu của dạ hoa châu, cũng không thể nói chính xác Mã Ca lúc nào có thể tỉnh lại, nhưng có thể xác định chính là anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới. Dương Thanh gật đầu, Mã Siêu đã hôn mê ròng rã nửa năm, đều không có một chút dấu hiệu tỉnh lại. Hôm nay vừa mới đem dạ hoa châu thả ở trên người cậu ta, dấu hiệu sinh tồn của cậu ấy đã trở lại bình thường, hẳn là không bao lâu nữa liền có thể tỉnh lại. Lo lắng một mực ở trong lòng của anh cuối cùng cũng đã buông xuống. Dương Thanh lại nhìn về phía Tống Tả cùng Tống Hữu một bên, anh hỏi, còn thương thế của Tả tiền bối, Hữu tiền bối thì như thế nào? Phùng Tiểu Uyển lập tức một mặt day dứt, cô liếc nhìn hai người một cú chút, sau đó lại nhìn về phía Dương Thanh nói ra, hai vị gia gia thương thế rất nặng, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dựa theo tình huống hiện tại xem ra, bọn họ muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong ít nhất phải cần nửa năm nữa. Tả gia gia, Hữu gia gia thật phi thường có lỗi, tôi không có cách nào để hai vị lập tức khôi phục lại trạng thái trước đây. Nghe thấy thế, Tống Tả cùng Tống Hữu hai người vội vàng nói, Phùng tiểu thư quá nghiêm trọng rồi, nếu như không có cô, chúng tôi cả đời này sợ là đều phải phế bỏ. Cô có thể trị hết thương thế Hoài hai huynh đệ chúng tôi, còn có thể để cho chúng tôi trong nửa năm sau có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chúng tôi đã phi thường cảm kích rồi. Dương Thanh lúc này mới lấy ra một cái bình sứ trắng, anh đem cái bình đưa cho Phùng Tiểu Uyển nói ra, Tiểu Uyển, đây là đan dược mà anh lấy được ở Hoài Thành Phủ lúc trước, nói là cường giả có thể tăng cảnh giới võ đạo lên siêu phàm cảnh mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ gì, em xem một chút, nếu như không có vấn đề gì liền cho hai vị tiền bối Tả Hữu phục dụng đi. Nguyên nhân khiến cho Tống Tả và Tống Hữu bị thương nặng, đồng thời bị phế bỏ tu vi võ đạo, chính là vì tìm đến Hoài Thành hái thuốc để tìm dược liệu cho Mã Siêu, sau đó đã bị người của Dược Vương Cốc truy sát. Dương Thanh tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Nghe được lời nói của Dương Thanh, hai huynh đệ Tống Gia tất cả đều giật mình. Tống Tả vội vàng nói, Dương tiên sinh, đan dược này quá quý giá, để cho chúng tôi phục dụng quá thực chính là lãng phí, ngài giữ lại để mình dùng đi, chúng tôi cũng không cần phải vội vàng. Dương Thanh mở miệng nói ra, tiền bối không cần nói nhiều nữa, hai người là vì đi tìm dược liệu giúp huynh đệ của tôi mới bị người của Dược Vương Cốc phế tu vi võ đạo, chỉ là hai viên đan dược mà thôi. Hai huynh đệ Tống Gia sau khi nghe được Dương Thanh nói xong lập tức cảm động, hai người đều không nói thêm gì nữa. Phùng Tiểu Uyển vội vàng lấy viên đan dược ra, bỗng nhiên một mặt kích động nói, đây là phá kính đan, cường giả có thực lực dưới siêu phàm ngũ cảnh sau khi phục dụng liền có thể tăng lên một cảnh giới võ đạo, liền xem như cường giả có cảnh giới trên siêu phàm ngũ cảnh phục dụng, nếu như tích lũy đầy đủ cũng có thể đột phá một cảnh giới. Vừa nghe xong lời của Phùng Tiểu Uyển, hai huynh đệ Tống Gia càng thêm chấn kinh. Bọn họ biết thế gian này tồn tại rất nhiều điều kỳ lạ, nhưng họ không ngờ rằng bên trong một viên đan dược như vậy, vậy mà lại có thể chứa một năng lượng lớn như thế. Dương Thành nói ra, hai vị Tả Hữu tiền bối, hiện tại liền phục dụng đi, anh còn có rất nhiều chuyện phải làm, nếu như có thể để cho hai anh em họ cảnh giới võ đạo được tăng lên, đối với anh mà nói cũng có ích lợi rất lớn. Chờ sau khi Mã Siêu tỉnh lại, anh còn muốn đi tìm Tần Thanh Tâm. Bây giờ Tần Y đã biến thành người của Thánh Cung,
Như vậy Tần Thanh Tâm bọn họ đang ở đâu, hiện tại đang ở nơi nào, có mạnh khỏe hay không. Sau khi Tống Tả và Tống Hữu hai người phục dụng phá kính đan, rất nhanh hai luồng khí thế võ đạo cường đại từ trong cơ thể bọn họ lần lượt phun ra. Dương Thành trong mắt xuất hiện mấy phần vẻ kinh ngạc. Anh biết tác dụng mạnh mẽ của mấy viên đan dược này, nhưng lại không nghĩ tới dược hiệu của phá kính đan sẽ mãnh liệt như thế. Hai người vừa phục dụng phá kính đan, cảnh giới võ đạo của họ liền lần lượt đột phá đến siêu phàm ngũ cảnh. Vốn dĩ Tống Tả là cảnh giới siêu phàm tứ cảnh, mà Tống Hữu là cảnh giới siêu phàm tam cảnh đỉnh phong. Sau khi phục dụng phá kính đan, hai người vậy mà cùng một chỗ đột phá đến siêu phàm ngũ cảnh. Tuy rằng bọn họ chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh, nhưng Dương Thanh rất rõ ràng bọn họ tâm ý tương thông, hai người nếu liên thủ có thể bộc phát ra sức mạnh vượt qua cảnh giới của chính mình. Với thực lực hiện tại của hai huynh đệ Tả Hữu bây giờ, liền xem như cường giả siêu phàm lục cảnh cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Dương Thanh hỏi Tiểu Uyển, bọn họ không sao chứ? Phong Tiểu Uyển lắc đầu, cô mở miệng nói ra, nền tảng võ đạo của bọn họ rất tốt, vốn là sắp đến tình trạng đột phá. Trước đó võ đạo đã bị phế, nhưng là đan điền khí hải của bọn họ đã được em chữa trị. Sau lần đột phá này, thương tích của bọn họ đã cũng thay đổi, tất cả đã cùng nhau tốt lên. Dương Thanh nhẹ gật đầu, trong lòng như hiểu ra điều gì đó. Phùng Gia Di một mặt phức tạp nhìn xem Dương Thanh, cô mở miệng nói, anh thật là hào phóng, hai viên phá kính đan có thể để cho cường giả siêu phàm cảnh đột phá một tiểu cảnh giới, nói đưa liền đưa ra. Dương Thanh khẽ mỉm cười, lấy ra một con dao găm rất tinh xảo, anh đưa cho Phùng Gia Di. Khi Phùng Gia Di nhìn thấy con dao găm do Dương Thanh đưa ra, trong mắt cô tràn đầy thích thú, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt của nàng đã khôi phục trở lại bình thường. Cô nhìn về phía Dương Thanh nói ra, đây là ý gì? Dương Thanh nói ra, con dao găm này là ta đoạt được từ trên thân một cường giả siêu phàm cửu cảnh. Ngay cả con dao găm mà cường giả siêu phàm cửu cảnh đều tùy thân mang theo bên người, khẳng định có chỗ bất phàm, tôi liền giao cho cô. Vừa nghe thấy lời nói của Dương Thanh, khuôn mặt nhỏ của Phùng Gia Di đỏ bừng lên. Cô tròn mắt nhìn Dương Thanh một chút, nói ra, anh tại sao không nói sau khi anh giết tên cường giả siêu phàm cửu cảnh kia rồi mới cướp được từ trên người đối phương? Dương Thanh sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt thành thật nói, thì chính là tôi đã giết hắn, sau đó từ trên người đối phương mới đoạt được, khoác lác. Phùng Gia Duy trợn mắt nhìn Dương Thanh một chút, sau đó không chút khách khí, thản nhiên cầm lấy con dao găm từ trong tay Dương Thanh, quay người rời đi. Để lại Dương Thanh một mình tại một chỗ ngơ ngẩn. Một hồi sau, Dương Thanh mới phản ứng lại. Phùng Gia Di căn bản cũng không tin tưởng. Anh hiện tại đã có thực lực giết chết cường giả siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Bởi vì thời điểm Dương Thanh rời khỏi Yếm Đô, bất quá cũng chỉ có thực lực siêu phàm lục cảnh. Giờ đây, chẳng qua mới ngắn ngủi mấy tháng, bỗng nhiên nói thực lực của anh đã đạt tới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Phùng Gia Di thật đúng là sẽ không thể tin tưởng. Đừng nói là Phùng Gia Di, liền xem như Phùng Hoàng cũng sẽ không nghĩ tới, đúng không? Giờ đây, dấu hiệu sinh tồn của Mã Siêu đã trở lại bình thường. Thường thế của huynh đệ Tống Gia không chỉ có khôi phục, mà cảnh giới võ đạo cũng đã đột phá đến siêu phàm ngũ cảnh. Chuyện bên này xem như có một kết thúc. Chờ khi Mã Siêu tỉnh lại về sau, Dương Thanh liền có thể yên tâm rời đi tìm Tần Thanh Tâm. Chỉ là anh hiện tại còn có một ít chuyện cần phải đi làm. Nửa giờ sau, Dương Thanh đến trụ sở của tập đoàn Nhạn Thanh. Đứng dưới tòa nhà, Dương Thanh trong lòng tràn đầy xúc động. Tập đoàn Nhạn Thanh là tài sản duy nhất còn sót lại của mẹ anh trên đời này. Anh nhất định phải biến tập đoàn Nhạn Thanh trở thành công ty hàng đầu thế giới. Tiểu tử, mau tránh ra! Dương Thanh vừa mới chuẩn bị tiến vào cao ốc sau lưng, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh khiển trách. Quỳnh! Một giây tiếp theo, một bóng dáng trung niên hung hãn lao thẳng vào anh. Chỉ là anh không chút nào nhúc nhích, mà trung niên
đâm vào trên thân của Dương Thanh về sau, ngược lại bị đụng văng bước bắn ra ngoài. Ba ca, người muốn chết. Sau khi người đàn ông trung niên từ dưới đất lồm cồm bò dậy, mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ, trừng mắt căm tức nhìn Dương Thanh, quát lớn: "Xin lỗi ta, ngay lập tức." Vừa nghe được lời nói của người đàn ông trung niên, chân mày Dương Thanh cau lại. Trách không được, trên người đối phương tản ra một cổ khí tức làm anh phi thường chán ghét, chính là người của đảo quốc. Lúc này một người thanh niên đi sau lưng người đàn ông trung niên, trừng mắt căm tức nhìn Dương Thanh nói ra: "Tiểu tử, vị này chính là Dạ Tòng tiên sinh, chủ tịch tập đoàn Thuận Thiên. Ngài ấy là quý tộc đến từ đảo quốc, không phải là loại người hèn mọn thần châu như ngươi, có thể đắc tội. Ngươi lập tức nói xin lỗi với ngài ấy, ngay lập tức. Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ tìm được một công việc thích hợp ở Yến Đô trong suốt quãng đời còn lại." Dương Thành lông mày lập tức nhíu lại, lạnh giọng hỏi: "Ngươi nói hắn ta là chủ tịch tập đoàn Thuận Thiên sao?" "Bởi vì nếu anh nhớ không lầm, thì trước khi anh rời khỏi Yến Đô, tập đoàn Thuận Thiên đã rơi vào trong tay của anh. Tập đoàn Thuận Thiên là một trong ba tập đoàn lớn của gia tộc Yoshida đảo quốc, được thành lập với chi phí rất lớn. Kết quả là tập đoàn Thuận Thiên nhắm đến tập đoàn Nhạn Thanh ở khắp mọi nơi. Dương Thành dưới cơn nóng giận đã biến tập đoàn Thuận Thiên trở thành công ty dưới trướng của mình." Nhưng mà người thanh niên bên cạnh vừa nói, tên Dạ Tòng này bây giờ là chủ tịch của tập đoàn Thuận Thiên. Có thể nghĩ được sự phẫn nộ của Dương Thanh vào thời khắc này. "Không sai, ngài Dạ Tòng tiên sinh chính là chủ tịch tập đoàn Thuận Thiên. Còn nữa, ngài ấy còn có một thân phận khác, đó chính là trực hệ của gia tộc Yoshida đảo quốc, một trong ba tập đoàn lớn. Đại danh của ngài gọi là Dạ Tòng Yoshida." Người thanh niên nhìn chằm chằm Dương Thanh bằng ánh mắt khinh thường nói ra: "Hôm nay là ngày cuối cùng Dạ Tòng tiên sinh cho tập đoàn Nhạn Thanh. Nếu như bọn hắn không đồng ý để tập đoàn Thuận Thiên thu mua lại, Dạ Tòng tiên sinh liền phải động thủ đối với tập đoàn Nhạn Thanh. Chỉ cần Dạ Tòng tiên sinh động thủ, tập đoàn Nhạn Thanh cuối cùng cũng chỉ có thể phá sản thanh lý mà thôi." Vừa nghe được lời nói của người thanh niên, sắc mặt Dương Thanh chợt trầm xuống. Tên Dạ Tòng tiên sinh cũng một mặt ngạo nghễ nhìn chằm chằm Dương Thanh nói ra: "Tiểu tử, tâm tình ta hôm nay không tệ. Chỉ cần ngươi quỳ xuống xin lỗi ta, ta có thể cho ngươi một cơ hội." Dương Thanh lạnh lùng nhìn đối phương một chút, anh lập tức quay người hướng vào bên trong tập đoàn Nhạn Thanh mà đi. Cho tới bây giờ, anh vẫn không rõ ràng lắm tình huống của tập đoàn Nhạn Thanh, nhưng là từ trong lời nói của tên chó săn bên người Dạ Tòng tiên sinh kia, anh đã nghe ra rất nhiều điều. Hiện tại tập đoàn Nhạn Thanh tình cảnh phi thường hỏng bét. Tập đoàn Thuận Thiên định mua lại tập đoàn Nhạn Thanh, nhưng là Lạc Bân không đồng ý, còn đang loay hoay chống đỡ. Hôm nay chính là ngày cuối cùng tập đoàn Thuận Thiên cho tập đoàn Nhạn Thanh. Ba ca, hắn còn dám không thèm nhìn tới ta. Đem hắn đánh ngã xuống đất cho ta, để hắn quỳ gối dưới chân ta cầu xin tha thứ. Dạ Tòng tiên sinh nhìn thấy thế lập tức nổi giận, hướng về phía Dương Thanh tức giận rống lên. Vừa nghe được lời của hắn, tên chó săn bên cạnh lập tức lao về phía Dương Thanh: "Tiểu tử, anh của ta, một quyền." Sau khi tên chó săn lao tới, hung hãn tung một quyền liền hướng phía Dương Thanh quất qua. Bốp! Chỉ là hắn còn chưa kịp chạm vào thân thể Dương Thanh, liền bị Dương Thanh một cước găm thẳng vào trên ngực của hắn. Tên chó săn trực tiếp từ trên cầu thang văng ngược xuống đất, không ngừng kêu rên. Dạ Tòng tiên sinh đều kinh ngạc đến ngây người. Tên chó săn này, thế nhưng là hắn đã tổn hao một cái giá rất lớn, mời cao thủ đến bảo vệ hắn, kết quả bị Dương Thanh một chân liền đạp bay rồi sao? Và lúc này Dương Thanh bỗng nhiên dừng lại bước chân. Anh quay người nhìn về phía Dạ Tòng tiên sinh, lạnh giọng nói ra: "Ta cho các ngươi thời gian một ngày, đem tập đoàn Thuận Thiên trả về cho tập đoàn Nhạn Thanh. Sau đó, người của tam đại tài phiệt đảo quốc toàn bộ lăn ra khỏi Thần Châu. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả đi." Hẹn các bạn ngày mai, nếu át rảnh. Át sẽ cố gắng bằng mọi giá để lên truyện phục vụ mọi người. Chào mọi người nhé.